Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự buổi trưa. Phú Khánh cùng với Thúy Vi xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý thính giả thân mến, trong bản tin trưa hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trung tâm Khoa học Công nghệ tiếp nhận hơn 70 mẫu kiểm nghiệm gửi Trung tâm 3, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Tân Châu tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân năm 2024. Khai trương đường bay Đà Nẵng, AB Ấn Độ. Người Việt chi cả tỷ đô mua hàng online mỗi tháng. Israel tăng cường không kích liên bang và Gaza. Phóng sự quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới tốt hơn, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu công an với Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Lý hiệp phụ nữ các cấp cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng, tạo điểm nhấn mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn công an với hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ các cấp chú trọng biểu dương khen thưởng phổ biến nhân rộng hoạt động của mô hình hoạt động hiệu quả giữa các đơn vị địa phương gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng đồng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 47 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 và thực hiện kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo đó ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác thông tin đối ngoại tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản của trung ương của tỉnh liên quan đến công tác thông tin đối ngoại đến toàn thể cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại Chiều ngày 24 tháng 10, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2024. Tại hội nghị người đứng đầu cấp ủy chính quyền tiếp tục nhận được cái ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, trong đó có các ý kiến đáng chú ý như huyện cần có một kênh thông tin việc làm thường xuyên để con em người dân khi học ra trường biết để đến xin việc làm. Một ý kiến kiến nghị các cơ quan có giải pháp nào để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân được sớm hơn đối với đất của công ty cao su Tân Biên giao lại cho dân vì hồ sơ đã làm xong quá lâu nhưng chưa được cấp giấy. Nhìn chung cái kiến thuộc thẩm quyền giải quyết đã được lãnh đạo các ngành chuyên môn cũng như Ủy ban dân quyền trả lời ngay tại hội nghị, đồng thời tiếp thu cái kiến không thuộc thẩm quyền để kiến nghị ngành cấp trên trả lời trong thời gian sớm nhất. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 qua step 3 gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật 3 là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ mở văn phòng giao dịch tại tỉnh Tây Ninh từ tháng 12 năm 2023 đặt tại Trung tâm Khoa học Công nghệ Tính đến tháng 10 năm 2024, Trung tâm Khoa học Công nghệ đã tiếp nhận và gửi Trung tâm qua Tết 3 hơn 70 mẫu với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó bao gồm các mẫu như mẫu ống nước, mẫu xăng, mẫu phân bón, mẫu viên nén rác, mẫu máy pH, mẫu máy khúc bụi, mẫu bột mì, mẫu cát, mẫu xăng. Chiều ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, trao tặng nhà đại đoàn kết cho đồng chí Nguyễn Trọng Thức, sinh năm 1997, chiến sĩ dân quân thường trực xã Thành Tân thành phố Tây Ninh, hiện cụ tại ấp Thành Trung xã Thành Tân, cùng tham gia có ban chỉ huy quân sự thành phố và đại diện lãnh đạo địa phương. Các nhà có diện tích 54 m2 với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó ban chỉ huy quân sự thành phố vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước tài trợ 80 triệu đồng, quỹ vì người nghèo xã hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại gia đình góp thêm. Ủy ban dân thành phố cũng trao căn nhà tình nghĩa quân dân cho bà Phạm Thị Sửng, sinh 1968 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Thành Trung, xã Thành Tân, thành phố Tây Ninh. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh rất thấp, để đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo đến cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phải dồn lực và giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án. Theo kế hoạch năm 2024, vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao cho Tây Ninh là hơn 4.170 tỷ đồng, do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao hơn 4.250 tỷ đồng, trong khi ước tỷ lệ giải ngân 9 tháng đạt trên 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 53,35% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Như vậy, chỉ trong 4 tháng còn lại, Tây Ninh sẽ phải giải ngân số vốn gần bằng với 9 tháng đã thực hiện. Ông Lê Minh Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Đình, nói. Đối với đường 794 thì có những cái đoạn công khu chữ S thì để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì sẽ là tiến hành mở rộng về một bên phía bụng đường công. Vì do đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới người dân nhiều, đặc biệt là giải tỏa trắng. Vì vậy thì vừa qua thì ban quản lý phối hợp với huyện Tân Châu cũng có báo cáo và xin chủ trương ủy Văn tỉnh đồng ý là điều chỉnh lại các cái vị trí đường công để mà giảm bớt cái sự ảnh hưởng của người dân giảm bớt cái giờ trắng và hiện nay tỉnh cũng đã cho chủ trương thực hiện ban quản lý dự án phối hợp với huyện Việt Châu là tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo ông Trương Văn Dễ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết và chúng tôi đã thường xuyên nói chung ở đây chúng tôi hẳn là có một cái bộ phận hẳn một cái bộ phận là theo dõi chuyên về cái cái cái, cái công tác hội thường giải phóng mặt bằng này mà gần như là từng nào từng nào anh em cũng là nắm bắt trao đổi thông tin nắm về công tác giải quyết cái đâu và chúng tôi thường xuyên để, để để tham gia cùng dưới để họp với các hộ dân để có hợp cái này Tại phiên họp giao ban xây dựng cơ bản quý 3, Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho rằng, 4 tháng còn lại sẽ là một áp lực lớn. Trong bối cảnh hiện tại, nếu không có quyết tâm cao thì khó để đẩy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng đề nghị các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải tăng tốc và nỗ lực mới, nhất là đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp trong 9 tháng chủ đầu tư ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu đơn vị cung ứng vật tư vật liệu để giải quyết các khó khăn vướng mắt về nguồn cung nhằm đảm bảo điều kiện thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu các chủ đầu tư phải tích cực khẩn trương có trách nhiệm nghiệm thu khối lượng khi nhà thầu hoàn thành thanh toán vốn kịp thời không vì lý do gì mà làm khó làm chậm Bên cạnh đó, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường, kiểm tra thi công và việc thực hiện cam kết của các nhà thầu, phải xử lý đơn vị thầu nhiều lần vi phạm cam kết về tiến độ thi công. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 10, chuyến bay đầu tiên từ thành phố Ahmedabad của Ấn Độ đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đánh dấu việc khai trương đường bay trực tiếp đầu tiên kết nối thành phố Đà Nẵng với Ấn Độ và tạo cơ hội thuận lợi hơn cho du lịch miền Trung tiếp cận thị trường khách đông nhất thế giới này. 120 hành khách trên chuyến bay đầu tiên của đường bay thẳng Ahmedabad Đà Nẵng đã được ngành du lịch Đà Nẵng và hàng hàng không Vietjet Air chào đón trọng thị. Đường bay Đà Nẵng Ahmedabad được khai thác với tần suất hai chuyến cứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A320. Tại buổi làm việc mới đây của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn với Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh về một số dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, trong đó có dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, chủ đầu tư cao tốc Bến Lức Long Thành, tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã báo cáo về việc khai thác tạm đoạn phía Đông của tuyến cao tốc này, với việc đưa vào khai thác đoạn phía Đông tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Phước An Quốc lộ 51, kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe trên tuyến quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây. Theo đó, phương tiện lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây vào đường 319 rồi lên cao tốc Bến Lức Long Thành đi quốc lộ 31 để đi huyện Long Thành, Nhân Trạch, Đồng Nai hoặc đi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, doanh số giao dịch trên 5 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và Sen Đỏ đạt trung bình 25.300 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là thông tin mới được công bố trong báo cáo toàn cảnh thị trường sang bán lẻ trực tuyến quý 3 của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Merit. Theo đó, tổng doanh số giao dịch của 9 tháng đạt 227.700 tỷ đồng, tăng 37,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho mùa cao điểm khuyến mãi ngày đôi và các lễ hội kích cầu mua sắm nửa cuối năm. Một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng về chuyển đổi số đang được ngành hải quan tập trung thực hiện là chuyển đổi số trong lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, cốt lõi là tái thiết tái thiết kế tổng thể quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa công tác chuyển đổi số cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2024-2025 theo tinh thần chỉ thị số 381 của Tổng cục Hải quan bằng nhiều quyết định. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các chương trình hệ thống và khai thác sử dụng hiệu quả như hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36A, hệ thống cơ chế một cửa quốc gia, đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24 trên 7, hệ thống thông quan điện tử VNSVSEC, qua thời gian triển khai thực hiện, kế hoạch chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Số hồ sơ thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36A từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 9 năm 2024, 2.891 hồ sơ, trong đó cấp cục 118 hồ sơ, cấp chi cục 2.773 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được giải quyết và trả kết quả đúng hạn, không có trường hợp trả chậm hoặc không được giải quyết. Đại diện doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Samad cho biết. Áp dụng tờ khai điện tử thì rất là dễ cho doanh nghiệp và người làm dịch vụ. Thì không phải chờ cái tờ khai mà cứ lên gửi lên mạng là có rồi. Cho nên là hàng quá vô rất là nhanh. Đến nay, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ trên hệ thống nhanh chóng, duy trì 100% hồ sơ được xử lý đúng thời gian quy định, không để tồn động trên hệ thống. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã tham gia đập hồ sơ qua cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan 36A. Ông Lê Minh Tân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài, nói. Thì Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mộc Bài đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về chuyển đổi số. Chi cục đạo quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNAVCIS và hệ thống các phần mềm vệ tinh, kết hợp khai thác tốt thông tin trên cổng thông tin một cửa quốc gia, thực phục vụ tốt cho hoạt động thông qua hàng hóa và giải quyết các thủ tục hành chính khác, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, an toàn, bảo mật thông tin và đảm bảo an ninh mạng. Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đầu tư trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện đại của ngành, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ông Lê Minh Tân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài nói: Đơn vị cũng khai thác tốt hệ thống các trang thiết bị công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát hải quan như là hệ thống siêu định vị điện tử, Giám sát vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Hệ thống máy soi hành lý đối với hành khách xuất cảnh nhập cảnh, máy soi container di động, hệ thống camera giám sát trực tuyến hoạt động tại cửa khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi trên địa bàn quản lý. Kết quả công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 9 tháng năm 2024, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 273 vụ trên 264 đối tượng, trị giá tăng vật vi phạm khoảng trên 11 tỷ đồng, đã xử phạt vi phạm hành chính 260 vụ, số tiền phạt trên 23 tỷ đồng, ấn định thuế trên 1 tỷ đồng, khởi tố hình sự một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố ba vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đẩy mạnh chuyển đổi số cùng với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính công tác cải cách hiện đại hóa của ngành hải quan đã góp phần tạo môi trường thuận lợi khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển thương mại biên giới của tỉnh hiệu quả đem lại là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giảm thiểu chi phí phản hồi thông tin nhanh ổn định chính xác hạn chế được sai sót trong quá trình nhập dữ liệu làm giảm được việc phụ thuộc vào nhiều chứng từ giấy tờ giúp đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ khi thực hiện kiểm tra hồ sơ tạo sự hài lòng cho cộng đồng doanh nghiệp Ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kasan Limbanga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp trưởng đoàn Malaysia dự hội kỳ Bộ trưởng Kinh tế Rafisi Bramley. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Malaysia chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Malaysia, nhắc lại những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước trong dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 vừa qua, đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Malaysia đã nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2025, khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực nhằm bảo đảm thành công của năm ASEAN 2025 bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế chiến sự ở liban và gaza vẫn diễn biến căng thẳng với các cuộc tấn công liên tục của israel hôm qua quân đội nước này cho biết đã đánh sập một đường hầm vốn thuộc về đơn vị tinh nhuệ của hezbollah tại nam liban thưa quý vị ngày 24 tháng 10 phát biểu tại hội nghị cấp cao Brics lần thứ 16 tổng thư ký Liên quốc Antonio Guterres đã kêu gọi hành động mạnh mẽ vì hòa bình tại các điểm nóng như giải Gaza, Liban, Sudan và Ukraine ông Guterres nhấn mạnh cần phải ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin cung cấp hỗ trợ nhân đạo chấm dứt giao tranh Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện di tích của một ngôi nhà có kích thước nhỏ bé khác thường, nhưng lại được trang trí vô cùng công phu và tinh xảo ở nơi từng là thành phố Lam Mã cổ đại Bombay. Kính thưa quý vị, Hội nghị quốc tế về Liban đã huy động được 1 tỷ đô la Mỹ cam kết viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân sự để giúp Beirut khắc phục cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng do xung đột Hezbollah-Israel. Phát biểu kết thúc hội nghị được tổ chức tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Paros đã nêu rõ con số trên bao gồm 800 triệu đô la Mỹ cho vay viện trợ nhân đạo để cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế và giáo dục. Quý thính giả thân mến, bản tin thời sự trưa nay đến đây xin tạm dừng. Chương trình do biên tập viên quang hiền các phát thanh viên thúy vi và phú khánh kỹ thuật viên kim chi thực hiện thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại